Hi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì thời gian gần đây á, thì anh em không có thấy mình làm video về Yanlet Yonjiro nữa. Thì mình không có làm video hướng dẫn về Yanlet Yonjiro nha anh em. Mình chỉ có làm những cái thông tin liên quan về Yanlet Yonjiro thôi. Chứ theo cái trải nghiệm của mình thì mình vẫn cảm thấy Genshin Impact và Wuthering Waves hấp dẫn hơn nha các bạn. Tại vì không mình không thể cùng lúc làm ba game được anh em. Thứ nhất là nó sẽ thiếu nội dung dành cho các bạn. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ không cập nhật thông tin mới nhất cho các bạn được. Thứ ba nữa là mình còn phải làm thêm một kênh Cloud, đó là kênh Phúc Thập Kỷ. Thì anh em nào muốn biết những cái thông tin về những cái app mà giúp máy yếu có thể chơi Genshin Impact hoặc là Wuthering Waves, thậm chí là Yanlet Yonjiro thì các bạn có thể qua đó mà xem ha. Còn hiện tại cái kênh Phúc Thế Kỷ là mình chỉ làm về Genshin Impact và Wuthering Waves thôi. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới. Tại vì thời gian tới có rất là nhiều cái giải đấu cũng như là video cũng như là những cái trích lõ thủ thuật của hai game Wuthering Waves và Genshin Impact nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng điểm qua một cái thông tin ở phiên live 4.8 ngày trước nha. Ở phiên live 4.8 của game Genshin Impact thì các bạn cũng có thể thấy là game Genshin Impact đã công bố một cái map mới, mà map này cũng giới hạn y chang như là đảo Tấu Vàng luôn nha anh em. Các bạn nào mà chơi đảo Tấu Vàng mùa hè thì các bạn cũng biết là khi mà hết thời gian thì cái map này cũng sẽ biến mất theo, bởi vì nó cũng mang theo kỷ niệm của anh em đi luôn. Và đợt này thì chúng ta không còn ở đảo Tấu Vàng nữa, mà chúng ta đang ở một cái hòn đảo có vẻ là nó hơi mang hơi hướng của Sumeru nha anh em. Các bạn có thể thấy ha. Và ở đây nó cũng có kèm theo những cái giải đấu, và mình mới xem được hai cái bài viết mới nhất của Genshin Impact về cái việc giải đấu của game này nó sẽ vận hành như thế nào, thì mời các bạn cùng với mình xem coi cái map mới này thì chúng ta sẽ có những gì ha. Mình thấy nó cực kỳ thú vị luôn các bạn ơi. Đây là cái giới thiệu khu vực hẹn giờ 4.8. Khu vực này có tên là Simulanka nha các bạn, và đây là cái nhật ký người bảo vệ ngày 1. Tức là cái này nó sẽ có nhiều ngày cho các bạn. Thì anh em nào làm đảo Tấu Vàng thì các bạn cũng biết ha, nếu như là mỗi một ngày nó sẽ mở một cái chuỗi sự kiện, một chuỗi luôn nha các bạn, phải một cái ha. Ở đây được gọi là thế giới thần kỳ trong vương quốc cổ tích trong mơ nha các bạn, nó giống giống vậy. Thì ở gần ao khúc hát mưa là ếch giấy, thì đây nó là một cái sự kiện liên quan tới động vật nha anh em. Tức là mình thấy cái ngay đầu tiên thì làm quen với động vật ha. Và các bạn có thể thấy là nó cũng gợi ý cho mình một vài cái giải đấu trước. Thì như đây thì các bạn có thể thấy là các bạn phải làm sao điều khiển cho ếch nhảy qua đúng cái vị trí mà nó cần, thì nó sẽ hiện gương ngay cho các bạn có thể thấy ha. Và cái cách nhảy thì theo cái hướng dẫn thì bản thân mình thấy là anh em đi ngược lại thì nó sẽ nhảy theo hướng ngược lại của mình, thường là vậy. Ở đây nó cũng chỉ gợi ý nhỏ thôi, anh em mình tham khảo qua ha. Tiếp theo là cái giống như là cái giải đấu thứ hai nha các bạn, thì ý hình như có tiếng hát, thì lại liên quan tới ếch thì lại có tiếng hát đó nha các bạn. Thì cái này nó giống như là anh em chỉ cần nhảy theo nhịp điệu của con ếch, hoặc là các bạn điều khiển con ếch nhảy theo nhịp điệu mà cái bài hát nó cần. Thì mình thấy nôm na cách chơi là vậy nha, thì mình nhìn vô cái hình thì mình chưa hiểu lắm các bạn ơi. Thì mình thấy là anh em chỉ cần bấm phím F, nhưng mà phím F này thì nếu mà có cái khúc hát đi qua thì nó dễ hiểu hơn. Còn bây giờ mình không có thấy cái đoạn nhạc nào hết mà anh em phải cho nó nhảy đúng lúc, thì này đợi ra sự kiện mới biết được nha các bạn. Tiếp theo khi mà bạn kéo xuống một xíu nữa thì nó sẽ tới là con sóc nha các bạn. Bên đó có một chú sóc bay đó. Thì ở đây thì cái này thì nó dễ hiểu hơn nè. Tức là ở đây các bạn sẽ điều khiển cái quỹ đạo của con sóc, làm sao mà cho nó vô những cái ô khoanh vòng. Bình thường là những cái giải đấu này thì các bạn sẽ bay đi vô cái vòng ha. Còn bây giờ thì các bạn phải chỉnh làm sao cho con sóc này nó bay vô được cái vòng đó. Đây là cái sự kiện thứ ba nha bạn, cái sự kiện nhỏ thứ ba. Tiếp theo là động vật nhỏ bên đó đang ép nước trái cây. Thì cái sự kiện này liên quan, nhìn cái con này nó giống như là cái con gì mà ở ngoài Đà Lạt các bạn, mình không nhớ nữa, nhưng mà mình thấy tương đối là nó giống nha anh em. Và ở đây thì các bạn sẽ cần gạt nó là cái đuôi, thì các bạn sẽ điều khiển nó bằng cái đuôi để làm sao mà pha chế được nước. Nhưng mà ở đây mình không biết cái cách pha chế như thế nào nha các bạn. Nào sự kiện ra thì mình trải nghiệm thì mình mới biết cách giải đấu của nó. Thì còn cái hình ảnh này nó chỉ là minh họa thôi. Và cần gạt này thì nó dưới đuôi nha anh em. Nói chung là giúp đỡ mọi người pha chế nước chứ không phải là tự mình pha chế nha, giúp đỡ mọi người.
Rồi ok, đây là ngày 1. Vậy còn ngày 2 thì như thế nào? Mình sẽ review cho các bạn xem luôn ha. Đây là nhật ký ngày 2 đó. Sau này khi mà ra sự kiện thì mình sẽ làm video hướng dẫn rất là chi tiết nha. Anh em nào mà không biết làm thì cứ vô kênh Phúc Thế Kỷ mà coi nha các bạn. Anh em nhớ nha, cảm ơn anh em trước nha các bạn. Rồi, hy vọng là anh em sẽ like video mình đang nói chuyện nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiếp theo là ngày 2 thì chúng ta cùng đến với lâu đài trên không. Giúp người gỗ thoát khỏi nguy hiểm. Đợt này là mình hết chơi với lại động vật rồi, mình chơi tới người gỗ rồi nha các bạn. Thì nhìn vào cái giải đấu này thì các bạn cũng hiểu là mình sẽ điều khiển làm sao cho cái thời gian nó quay ngược lại, những cái con người gỗ này nó sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó, tức là nó đang bị lung tung đó các bạn. Nhưng mà chỉ cái cách của mình là chỉnh nó cho nó quay lại đúng cái quỹ đạo của nó ha. Thì cái này nó đang mô tả như vậy ha, thì mình nói như vậy thôi chứ thật sự mình nhìn cái này mình hiểu chút lời á. Mình chỉ biết là mình đánh cái cục này thì nó sẽ tua ngược thời gian lại, mà tua ngược tới cái đoạn nào ok nhất hay sao các bạn. Tiếp theo là có lẽ sẽ có đạo cụ hỗ trợ, thì cái phần này thì anh em nhìn vô thì cũng biết rồi, dùng gậy phép thuật để nói các chủ tiên tri lại, tức là bình thường nó đi nó sẽ bị vướng dây tè le học me hết, cho nên là các bạn phải chỉnh làm sao cho nó ok lại, nó đi theo đường các bạn muốn là được ha. Cái phần thứ ba là chất dính cực mạnh, đây là phần cuối cùng các bạn, tìm kiếm người gỗ có thể mở nắp chất dính. Cái này thì mình cũng chưa rõ luôn nha anh em, này nó cũng chỉ là một cái gì đó nó mơ hồ thôi. Cái này thì các bạn phải làm sao mà cho con gỗ nó nhảy lại đây, cái này cũng chưa biết anh em, cái này là mình gói nhất luôn. Nhìn cái cuối này thì có vẻ là nó hơi phức tạp đấy, không biết và cái số thông tin này có thể làm cho các bạn hứng thú game Genshin Impact lại không. Nhưng mà riêng đối với Phúc thì Phúc cảm thấy là những cái sự kiện mới này nó hoàn toàn thuyết phục mình, tại vì cái mức giải trí của nó, mình không thích những cái sự kiện nào mà nó khiêu chiến dạng đánh nhau của bạn thì nó đơn giản quá, nếu bạn nào có đội hình rồi chơi rất là nhàm luôn, cho nên là những cái sự kiện mà nó cần dùng đầu của bạn thì mình nghĩ là nó nên làm nhiều hơn. À, và tới đây thôi nha, cảm ơn anh em đã xem hết video và đừng quên là cho mình xin một lượt like, nhớ là like video này nha anh em, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sau này mình sẽ ra video hướng dẫn về những cái sự kiện này. Bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.